phim điện ảnh Đất rừng phương Nam vừa tung poster chính với dàn nhân vật mới hé lộ, Trấn Thành vai Bác Ba Phi, Băng Di với một vai chưa công bố. Poster của phim điện ảnh Đất rừng phương Nam vừa được công bố sáng ngày 19 tháng 9. Ngoài các nhân vật đã được giới thiệu trước đó, poster có hai nhân vật mới của Trấn Thành và Băng Di. Đất rừng phương Nam có nội dung chủ đạo về cuộc phiêu lưu của An với sự yêu thương chở che của những con người đại diện cho vùng đất phương Nam nghĩa tình và hào sảng. Trên poster, hình ảnh của cậu bé An, Huỳnh Hạo Khang nổi bật trên poster với nụ cười rạng rỡ. Sau lưng cậu bé là những người đồng hành cùng cậu trên mỗi chặng đường: Út Lục Lâm, Tuấn Trần, Má, Hồng Ánh, cha con ông Tiểu, bé Sinh, Tiến Luật và bé Bảo Ngọc, thằng Cỏ, Đỗ Kỳ Phong. Bác Ba Phi, Trấn Thành lần đầu được công bố tạo hình. Theo đó, nhân vật có tạo hình cụ già Nam Bộ với chòm râu và chiếc khăn rằn quen thuộc, đậm vẻ khắc khổ. Đây là nhân vật được khán giả quan tâm sau khi Trấn Thành được công bố vào vai. Việc nam diễn viên 36 tuổi một lần nữa đóng vai ông già trên màn ảnh rộng sau phim Bố Già cũng gây tranh luận thời gian qua. Với hình ảnh mới công bố, dù chưa cận cảnh và rõ ràng, có thể thấy Trấn Thành và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã khá đầu tư cho khâu tạo hình và định trang. Nhưng để đánh giá về mức độ thành công của nhân vật, cần đợi đến khi bộ phim ra rạp. Bên cạnh đó, nhân vật của Băng Di có tạo hình người phụ nữ nhà giàu ở Nam Bộ xưa với vẻ ngoài điệu đà, sang trọng. Nhân vật này trông tương phản với nhân vật Bác Ba Phi của Trấn Thành. Phim Đất rừng phương Nam ra rạp ngày 20 tháng 10.